Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi 8 tựa game. Tựa game đầu tiên mà mình chơi đó là Granny Chapter 2. Các bạn hãy cùng mình đi khám phá tựa game này trước tiên nha. Đây bạn, ngày đầu tiên ở trong ngôi nhà của ông bà Granny. Let's go. Giờ thì mình sẽ cầm khẩu súng điện lên và đi tìm ông Granny. Mình sẽ bắn cho ông ta ngất đi, sẽ lấy chiếc chìa khóa trên cổ ông ta. Hello ông đâu rồi? Ông ta đâu rồi? Tôi sẽ đi tìm ông ta nha. Mình sẽ làm nhiệm vụ trên kia trước đi. Mặc dù nhà rất là cũ kỹ lại có hệ thống camera rất là nhiều mắt. Thank you.
Ôi. Ông đừng giả cháu như vậy chứ.
Hey you. Hello. Có thắc mắc là sao ông ở biệt thự to như thế này mà áo ông lại phải vá thế nhỉ? Nhiều lý do vì sao luôn đấy ông ạ. Ông giải thích của hội trọng hai.
chuyển qua tựa game tiếp theo của Granny. No. Hello.
chuyển qua thực tế tiếp theo của video này nha. Có nên đi học tự game này thì cần phải có wifi. Sẽ bật wifi lên để chơi tự game này. Thank you.
mình sẽ chuyển qua tựa game tiếp theo của video này. Granny Spider-Man. Hello.
mình sẽ chuyển qua tựa game Venom Granny. Tốc độ của con bot ở trong trò chơi này rất là nhanh các bạn ạ. Mặc dù là chế độ rất là dễ nhưng mà tốc độ của nó thì nhanh ngang với cả tốc độ khó. Venom Spider-Man. Wow. Khá là ngầu, nhện đen nha các bạn. Nào chú nhện đen ra đây, lên đây. Hello Venom Spider-Man. Ôi.
Ui. Ui. Oh my gosh. Cái gì vậy? Sao ta có thể đánh được xa như vậy? Trời ơi. Mình sẽ chuyển qua tựa game tiếp theo của video này. Irishman Granny. Way Marvel. Đẹp thật đấy. Way. Cửa xâm xét các thứ các thứ. Phòng đó chót luôn. Thank you.
Iron Man nhìn buồn cười đấy. Ủa, đúng là người sắp anh không việc gì luôn. Oh my god. Ok, mình sẽ chuyển qua tự game chim đi granny. Ui, mình bắn không việc gì luôn, sợ thật, mình bắn hạng 2 phát. Oh my god. Game này còn đi kèm cái tiếng nha. Gì đây? Nghe tiếng nhạc rất là rùng rợn. Oh no. Ok, mình đã vào nhưng mà để đảm bảo an toàn thì mình sẽ làm giảm âm lượng đi nha. Đây hoàn. Let's go. Mình đang bị ốm các bạn ạ. Chắc ngày hôm nay do thời tiết thay đổi. Mình đã bị ốm. Đâu rồi? Bắn luôn thì sợ gì? Gục luôn. Nắm bắn thật chuẩn xác nha. Cái công đoạn đấy rất là quan trọng đấy. Nếu các bạn bắn sai là coi như game lỗi rồi. Mình đã không nhặt được quả dưa rồi các bạn ơi. Buồn quá, mình không nhặt được quả dưa. Vì sao đây, vì sao thế? Bắn súng à? Tôi cần bắn súng thì làm gì, trong khi đó tôi đã có cung tên. Buồn ghê. Mình tưởng tựa game này là một tựa game ngon lành, ai dè là một tựa game bị lỗi. Thì rồi mình sẽ đi tìm cái con súng. Thì mình sẽ lắp đặt khẩu súng bắn đạn. Đây là một tựa game bị lỗi các bạn. Xin đi đâu? Ra này mau. Hello.
mình là mình không xả piu tan luôn, tan biến luôn. Hello, và video của mình xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay các bạn hãy like, subscribe, comment để ý kiến của mình nha. Thank you, goodbye, see you again. Hẹn gặp lại, bye bye.